mình phải đi đâu? Giờ mình không có chỗ nào để đi hết. Hả? Cậu nói cái gì? Không có chỗ nào là sao, Habara? Cậu đang nói cái gì vậy, Habara? Đó không phải là chỗ của cậu hay sao? Cậu vẫn thường ở đó mà, Habara. Còn chỗ này là của mình. Còn mình là chỗ này nè. Còn chỗ này là của Genta. Thấy chưa? Cậu đâu có một mình phải không, Habara?